Thưa quý vị, trở lại phần tin tức trong ngày hôm nay, bản tin tiếp theo cho biết là nhiều người lên tiếng để phản đối Trung Cộng thì đã bị công an mời lên đồn. Phần tin chi tiết với Diệu Quyên. Thưa quý vị, theo như tin từ Việt Nam cho biết, hôm ngày 7 tháng 8 2019, cho dù đang bị Trung Cộng đe dọa chiếm bãi thứ 9, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục chính sách đàn áp những người lên tiếng phản đối chính sách bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Theo tin tức trên mạng xã hội thì trong mấy ngày gần đây, nhiều người tham gia biểu tình phản đối Trung Cộng gây hấn tại bãi thứ 9 hoặc là viết bài trên Facebook đã bị công an địa phương gửi giấy triệu tập lên đồn cảnh sát để thẩm vấn. Vào ngày 6 tháng 8, thì Công an phường 8, quận 4 ở Sài Gòn đã phát giấy triệu tập chị Nguyễn Thị Thanh Thúy sau khi chị tham gia biểu tình chống Trung Cộng một ngày trước đó tại khu công nghiệp Tân Tạo. Công an gọi cuộc biểu tình là tụ tập. Chị Thúy và những người biểu tình vào ngày 5 tháng 8 có thể bị cáo buộc là gây rối trật tự công cộng và đối mặt với án tù nhiều năm nếu như bị kết tội. Tại Hà Nội, thì lực lượng an ninh Cộng sản đã giải tán cuộc biểu tình quy mô nhỏ trước Tòa đại sứ Trung Cộng. Có khoảng 20 nhà hoạt động chỉ biểu tình được khoảng 15 phút rồi lại bị công an và an ninh đến yêu cầu rời khỏi khu vực. Chế độ Cộng sản tại Hà Nội đang rất cần sự ủng hộ của quốc tế và dân chúng trong vấn đề Biển Đông và biểu tình phản đối Trung Cộng là rất cần thiết. Tuy nhiên, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam rất sợ biểu tình tự phát của dân chúng vì không muốn cho dân thực hành quyền căn bản này. Từ năm 2011 cho tới nay, hàng trăm người đã bị bắt và bị kết án tù vì biểu tình hay viết bài chống Trung Cộng. Nhiều người khác đã bị đánh đập hay là bị sách nhiễu quấy rối bởi lực lượng an ninh và mật vụ.